Dạ vâng, mến chào anh chị em. Thì hôm nay em Trường mang đến cho nhà mình một sản phẩm Toyota Innova đời 2016 màu trắng nha cả nhà. Đời cao giá cả phải chăng. Đấy, 2016 mà cụ thể chỉ có hơn 200 một tí thôi. Đấy, xe màu trắng ngọc trai nha cả nhà. Đấy, màu trắng hay gọi trắng cà mây đó. Màu sơn zin, máy zin, ốc vàng cò là chưa ra luôn nha. Khẳng định là xe 100% là không đâm ve, máy móc zin, ốc vàng cò chưa ra, mới vừa xuất đăng kiểm, 4 lớp mới. Xe này là hai đời chủ, chủ đầu tiên là ở Sài Gòn, chủ thứ hai là bán vào Đồng Nai. Với khách hàng nào ở Sài Gòn là mua không mất 20 triệu tiền phí sang tên đổi biển nè. Đấy, xe biển Đồng Nai 60K10641. Đấy, màu trắng, nước sơn zin, không sơn đổi màu, cam kết cho cả nhà mình luôn. Đấy, màu trắng thì qua thời gian sử dụng, qua 5 tháng thì nó tỉa tốt là phải có, chứ không thể nào là không có được cả nha. Đấy, xe khá là đẹp luôn nè. Đấy, màu trắng nha, 2016 đời cao, ốc máy zin, máy zin, ốc vàng cò chưa ra là cả nhà biết chất lượng xe nó như thế nào. Đấy, mâm phay xước khá là đẹp, mang trên mình là mâm R15 nha cả nhà, 205 65 R15. Đó, mâm phay xước, hai phanh trước là hai phanh đĩa, hai phanh sau là toàn bộ trống, đăng kiểm tới tháng 10/2025. Đấy, đăng kiểm mới luôn, có nghĩa là cả nhà đi 2 năm nữa mới đăng kiểm lại. Tới tháng 10/2025 em Trường vừa đi đăng kiểm luôn. Đấy, xe 4 cái lớp còn mới tinh cả nhà. Mâm là mâm phay xước, xe trang bị cho mình hệ thống phanh ABS, cổng phanh bó cứng cả 4 bánh nè, hai túi khí an toàn, đầy đủ hết luôn. Đấy, 4 cái lớp mới tinh luôn cả nhà. Đấy, xe được dán full film cách nhiệt từ trước ra sau luôn nha. Đấy, full film cách nhiệt luôn cả nhà ơi. Đấy, xe rất đẹp, 2016 mà, đời cao luôn cả nhà. Đấy, về mình kinh doanh dịch vụ hoặc là làm xe bông, xe hoa cho thuê đám đám cưới rồi mình kiếm tăng thêm thu nhập cũng được cả nhà. Đấy, 2016 nha, xe rất là đẹp luôn. Chiếc này mà cả nhà bỏ qua một siêu phẩm này khá là ổn luôn cả nhà. Đấy, thấy chưa, xe đẹp len keng, 2016 nha. Đấy, lốp lép dày cui. Đấy, cả nhà coi nè, lốp dày không. 205 65 R15, máy mâm R15, mâm phay xước nha. Đấy, mâm phay xước rất là đẹp luôn, lớp dày mới thay luôn nè cả nhà. Đấy, cô gầm bể của nó là miễn vàng. Con này là bản trung nha. Đấy, tem mã ụ cầu rồi còn đầy đủ hết luôn cả nhà. Giá thành thì chưa tới 300 triệu, mà 2016 mà chiếc này không mua thì cả nhà biết mua xe nào nữa. Đấy, thấy chưa, cả nhà coi nè, đinh bon của nó còn nguyên hết, không va chạm, không đâm đụng một tí ti nào. Đấy, cả nhà thấy chưa, không va chạm, không đâm đụng một tí ti nào. Sàn bọng sạch sẽ nha. Đấy, mình có thể là khi mà không có nhu cầu chở khách thì mình gặp gỡ lên, bỏ vali rồi đầy đủ. Đấy, cho nó đẹp. Đấy, bật cái máy lên. Sơn xi căng bóng, phim cách nhiệt rồi, xe sùng chỉ cua lốp là còn nguyên hết cả nha. Đây, nội thất của nó là ghế đen nâu da bò. Đấy, nhìn rất đẹp luôn. Trần, ba trần lạnh nè. Đấy, hai trần lạnh độc lập của nó nè. Đấy, 8 chỗ ngồi rộng rãi, con xe quá trời đẹp luôn. Mà giá thành phải chăng, gai vân tắp bi của nhà cô nè. Đó, dày cui. Đấy, hệ thống gương kính chỉnh điện, keo sùng chỉ đây, không có đứt nối gì hết. Đấy, khá đẹp luôn, tầm tiền vừa phải nha. Innova nha, 2016 đi nha cả nhà, đúng 2016 nha, không bán xe lên đời non phôm gì hết nha, đúng đời đúng xe. Đó, 2016 xe quá êm, thời điểm này mua chiếc này giá mà chưa tới 300 triệu mà. Đấy, cô nè, vô lăng túi khí luôn nè, đẹp không, phần ABS, màn hình Android, cam lùi, cam hành trình. Đấy, đầy đủ hết. Chiếc này thì chưa có cam hành trình, quý khách hàng nào mua em tặng nha, cam hành trình. Cũ số của nó nè, thấy chưa, rin nguyên hết. Đấy, xe như thế này mà cả nhà bỏ qua cái sản phẩm này thì hơi bị phí luôn. Tiền nào của đó mà. Đấy, những nút chỉnh gương còn khá là mới và nét nè. Đây, hệ thống chỉnh gương chiếu hậu của xe nè. Đấy, hệ thống là chỉnh gương điện hết cả nhà. Đấy, thấy chưa, lốp lép nè, dày cui, mâm phay xước nè. Xe như thế này mà tại sao có thể bỏ qua được cả nhà, quá đẹp luôn. Đấy, xấy sự kiến nè, cái sùng chỉ của nó nè, cả nhà thấy không, còn nguyên hết, những cái lỗ đinh bon thẳng tưng. Đấy, thấy chưa, sản phẩm như thế này mà chưa tới 300 mà về mình cho thuê tự lái cũng được. Đấy, mình cho thuê tự lái cũng được luôn. Xe đẹp tuyệt vời,
hệ thống phanh ABS chống phanh bó cứng cây bốn bánh này cả nhà. Đấy, hệ thống phanh ABS nè, chống trong bó cứng phanh nè, những cái đầu thanh dằn của nó còn nguyên hết nha. Đấy. Đấy, những cái đầu thanh dằn của nó còn nguyên hết nè. Đây cả nhà thấy chưa, tuyệt vời. Đây, ốc dàn cò của xe còn nguyên nè, ốc dàn cò nè, đấy còn zin 100% luôn. Cả nhà thấy chưa, máy móc đồ là tuyệt vời. Đấy, ốc dàn cò còn nguyên thì máy zin 100%, nhớt thì chưa thay, nhớt thì bên em thay mới rồi. Bảo hành nhà mình lên đến 1 năm sử dụng. Đấy, cả nhà mình cứ yên tâm. Đấy, đến mua về là sử dụng thôi. Đó, đẹp không, tuyệt vời hết. Rồi, máy móc thì bên em trường đã bảo hành rồi. Đấy, bảo hành cho nhà mình lên đến 1 năm sử dụng. Và giá cho em nữa, nhà mình chiếc này là 290 triệu thôi, 290 triệu bao rút cái hồ sơ gốc của khách hàng đến xem xe, đến xem xe. Và bên em còn bớt lọc lé rồi cho cả nhà luôn nha. Đấy, xem xe tại Dĩ An Bình Dương, bên em trường nhận thu mua trao đổi cái dòng ô tô đã qua sử dụng tại Dĩ An Bình Dương luôn. Alo cho em trực tiếp số điện thoại là 0972 147 247 nha.